tháng 4 âm lịch 2023, ngày cực tốt cực xấu. FNL xin chào các bạn. Xin gửi tới các bạn thông tin tổng hợp về một ngày cực tốt, 5 ngày rất tốt, 2 ngày tương đối tốt và một ngày cực xấu trong tháng 4 âm lịch năm 2023 để các bạn tiện tham khảo cho các việc quan trọng. Ngày cực tốt. Thứ bảy, ngày 17 tháng 6 năm 2023 dương lịch, nhằm ngày 30 tháng 4 năm 2023 âm lịch. Ngày Bính Ngọ, tháng Đinh Tỵ, năm Quý Mão, ngày Thanh Long Hoàng Đạo, trực kiến. Không phạm bất kỳ ngày Nguyệt Kỵ, Nguyệt Tận, Tam Nương, Dương Công Kỵ Nhật nào. Ngày Bính Ngọ, tức Can Chi Tương Đồng Hỏa, là ngày Cát. Các sao tốt, thiên đức hợp, tốt mọi việc, thiên quý, tốt mọi việc, thiên xá, tốt cho tế tự giải oan, trừ được các sao xấu, chỉ kiêng kỵ động thổ. Thánh tâm, tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tự. U vi tinh, tốt mọi việc. Thanh long, hoàng đạo, tốt mọi việc. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ, 1 giờ đến 3 giờ, 5 giờ đến 7 giờ, 11 giờ đến 13 giờ, 15 giờ đến 17 giờ, 17 giờ đến 19 giờ. Nên làm các việc như cúng tế, xuất hành, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ. Là ngày hảo thương, xuất hành thuận lợi, gặp người lớn vừa lòng, làm việc việc như ý muốn, áo phẩm vinh quy. Không nên làm các việc, mở kho, xuất hàng, động đất, ban nền, nhậm chức, nộp đơn. Ngày rất tốt. Thứ 6, ngày 19 tháng 5 năm 2023 dương lịch, nhằm ngày mồng 1 tháng 4 năm 2023 âm lịch ngày đinh sửu, ngày ngọc đường hoàng đạo, trực thành. Không phạm bất kỳ ngày nguyệt kỵ, nguyệt tận, tam nương, dương công kỵ nhật nào. Ngày đinh sửu, tức can sinh chi hỏa sinh thổ, là ngày cát bảo nhật. Các sao tốt, thiên hỷ trực thành, tốt mọi việc, nhất là hôn thú. Thiên quý, tốt mọi việc, thiên thành ngọc đường hoàng đạo, tốt mọi việc. Tam hợp, tốt mọi việc, ngọc đường, Hoàng đạo tốt mọi việc. Giờ tốt trong ngày, 3 giờ đến 5 giờ, 5 giờ đến 7 giờ, 9 giờ đến 11 giờ, 15 giờ đến 17 giờ, 19 giờ đến 21 giờ, 21 giờ đến 23 giờ. Nên làm các việc như đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài là ngày đường phong, rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ. Không nên làm các việc, chuyển nhà, hồi hương, kiện tụng, phân tranh. Thứ hai, ngày 22 tháng 5 năm 2023 dương lịch, nhằm ngày mùng 4 tháng 4 năm 2023 âm lịch. Ngày canh thìn, tháng đinh tị, năm quý mão, ngày tư mệnh hoàng đạo, trực bế không phạm bất kỳ ngày nguyệt kỵ, nguyệt tận, tam nương, dương công kỵ nhật nào. Ngày, canh thìn, tức chi sinh can thổ sinh kim, là ngày cát nghĩa nhật. Các sao tốt. Nguyệt đức, tốt mọi việc. Thiên quan, tốt mọi việc. Phúc sinh, tốt mọi việc. Cát khánh, tốt mọi việc. Đại hồng sa, tốt mọi việc. Nên làm các việc như, cúng tế. Là ngày thuần dương, xuất hành tốt, lúc về cũng tốt, nhiều thuận lợi, được người tốt giúp đỡ, cầu tài được như ý muốn, tranh luận thường thắng lợi. Không nên làm các việc cầu phúc, cầu tự, cưới gả, đính hôn, ăn hỏi, chuyển nhà, kê giường, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, san đường, sửa tường, dỡ nhà đào đất, an táng, cải táng. Giờ tốt trong ngày, 3 giờ đến 5 giờ, 7 giờ đến 9 giờ, 9 giờ đến 11 giờ, 15 giờ đến 17 giờ, 17 giờ đến 19 giờ, 21 giờ đến 23 giờ. Thứ tư, ngày 24 tháng 5 năm 2023 dương lịch, nhằm ngày mùng 6 tháng 4 năm 2023 âm lịch. Ngày nhâm ngọ, ngày thanh long hoàng đạo, trực trừ không phạm bất kỳ ngày nguyệt kỵ, nguyệt tận, tam nương, dương công kỵ nhật nào. Ngày, nhâm ngọ, tức can khắc chi thủy khắc hỏa, là ngày cát trung bình chế nhật. Các sao tốt, thiên xá, tốt cho tế tự, giải oan, trừ được các sao xấu, chỉ kiên kỵ động thổ. Thánh tâm, tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tự. U vi tinh, tốt mọi việc. Thanh long, hoàng đạo, tốt mọi việc nên làm các việc như cúng tế, cầu phúc, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh. Không nên làm các việc động thổ, đổ mái, cưới hỏi, xuất hành. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ, 1 giờ đến 3 giờ, 5 giờ đến 7 giờ, 11 giờ đến 13 giờ, 15 giờ đến 17 giờ, 17 giờ đến 19 giờ. Thứ tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023 dương lịch nhằm ngày 13 tháng 4 năm 2023 âm lịch. Ngày kỳ sửu, ngày ngọc đường hoàng đạo, trực thành. Ngày kỳ sửu, tức can chi tương đồng thổ, là ngày cát. Các sao tốt, thiên hỷ trực thành, tốt mọi việc, nhất là hôn thú. Thiên thành ngọc đường hoàng đạo, tốt mọi việc. Nguyệt ân, tốt mọi việc. Tam hợp, tốt mọi việc. Ngọc Đường, Hoàng đạo, tốt mọi việc. Nên làm các việc như cúng tế, cầu phúc, cầu tự, giải trừ, chữa bệnh, ký kết giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng. Ngày 13 tháng 4 là ngày Tam Nương. Không nên làm các việc cưới hỏi, xuất hành, khai trương, sửa chữa, cất nhà, san đường, kiện tụng, phân tranh, an táng. Giờ tốt trong ngày 3 giờ đến 5 giờ, 5 giờ đến 7 giờ, 9 giờ đến 11 giờ, 15 giờ đến 17 giờ, 19 giờ đến 21 giờ, 21 giờ đến 23 giờ. Thứ năm, ngày 15 tháng 6 năm 2023 dương lịch, nhằm ngày 28 tháng 4 năm 2023 âm lịch. Ngày Giáp Thìn, ngày Tư Mệnh Hoàng đạo, trực Khai. Không phạm bất kỳ ngày nguyệt kỵ, nguyệt tận, tam nương dương công kỵ nhật nào. Ngày, giáp thìn, tức can khắc chi mộc khắc thổ, là ngày cát trung bình chế nhật. Các sao tốt, thiên xá, tốt cho tế tự, giải oan, trừ được các sao xấu, chỉ kiêng kỵ động thổ. Nếu gặp trực khai thì rất tốt tức là ngày thiên xá gặp sinh khí. Thiên quan, tốt mọi việc. Nguyệt không, tốt cho việc làm nhà, làm giường. Phúc sinh, tốt mọi việc. Cát khánh, tốt mọi việc. Đại hồng sa, tốt mọi việc. Nên làm các việc, cúng tế, cầu phúc, cầu tự, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, đổ mái. Không nên làm các việc, nhận người, đính hôn, ăn hỏi, cưới gà, động thổ, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, san đường, sửa tường, dỡ nhà, đào đất. Giờ tốt trong ngày, 3 giờ đến 5 giờ, 7 giờ đến 9 giờ, 9 giờ đến 11 giờ, 15 giờ đến 17 giờ, 17 giờ đến 19 giờ, 21 giờ đến 23 giờ. Ngày tương đối tốt. Ngoài các ngày tốt trên các bạn có thể tham khảo dùng hai ngày tương đối tốt sau nếu không đợi được ngày tốt hơn để làm. Chủ nhật, ngày 28 tháng 5 năm 2023 dương lịch, nhằm ngày 10 tháng 4 năm 2023 âm lịch ngày bình tuất, ngày kim quỹ hoàng đạo, trực chấp. Giờ tốt trong ngày, 3 giờ đến 5 giờ, 7 giờ đến 9 giờ, 9 giờ đến 11 giờ, 15 giờ đến 17 giờ, 17 giờ đến 19 giờ, 21 giờ đến 23 giờ. Thứ hai, ngày 5 tháng 6 năm 2023 dương lịch, nhằm ngày 18 tháng 4 năm 2023 âm lịch. Ngày giáp ngọ, ngày thanh long hoàng đạo, trực trừ giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ, 1 giờ đến 3 giờ, 5 giờ đến 7 giờ, 11 giờ đến 13 giờ, 15 giờ đến 17 giờ, 17 giờ đến 19 giờ. Ngày cực xấu. Thứ ba ngày 23 tháng 5 năm 2023 dương lịch, nhằm ngày mùng 5 tháng 4 năm 2023 âm lịch. Ngày Tân Tỵ, ngày câu Trần Hắc Đạo, trực kiến. Ngày Tân Tỵ, tức chi khắc can hỏa khắc kim là ngày hung phạt nhật. Đồng thời, đây cũng là ngày Thọ tử, Nguyệt kỵ. Đối với ngày cực xấu chỉ nên làm các việc thường ngày, tuyệt đối không nên làm việc quan trọng vào ngày này. Như vậy, tổng kết lại trong tháng 4 âm có một ngày cực tốt là ngày 30 tháng 4. Năm ngày rất tốt là mùng 1, mùng 4, mùng 6, 13, 28 âm. Hai ngày tương đối tốt là ngày mồng 10 và 18 âm. Một ngày cực xấu là ngày mồng 5 âm. Kết quả dự đoán mà chúng tôi đưa ra trên đây đã được phân tích, tính toán và tổng hợp trên nhiều tài liệu xem ngày khác nhau. Không thể nói ngày tốt xấu dựa trên kinh nghiệm dân gian hoặc một cách xem ngày đơn giản nào đó. Cũng không có ngày nào tốt cho mọi việc. Trong phép xem ngày, quý vị nên linh hoạt tùy sự việc mà chọn ngày phù hợp. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Theo dõi. Chúc các bạn năm 2023 nhiều may mắn, thành công và hạnh phúc. Nếu thấy hay và ý nghĩa, hãy thích, bình luận, chia sẻ và đăng ký kênh FNL để được cập nhật những thông tin mới nhất. Lưu ý, thông tin chỉ mang tính tham khảo và nghiệm lý.